Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta cùng nhau làm quen phần 1 đến 6 của bài 20. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Trong phần này chúng ta cũng cùng nhau tìm hiểu cái bảng từ. Thứ nhất chúng ta có khan Chien. Khan thực ra không phải là từ mà nó là một cụm từ. Khan là xem, là nhìn. Và Chien là bổ ngữ chỉ kết quả. Tức là thấy hoặc là gặp. Như vậy là khan Chien là trông thấy hoặc là nhìn thấy. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới. Trời chỉ thiên, nị khan chen, quảng xin sơn ma. Trời chỉ thiên là mấy hôm nay, nị khan chen, quảng xin sơn ma. Bạn có trông thấy ông Vương không? Mấy khan chen, mấy khan chen không có trông thấy hoặc là không có nhìn thấy. Thiên số thao hủy của là, thiên số thao hủy của là nghe nói ông ấy về nước rồi.

ní trào tha dù sống hóa sơ. Bạn tìm anh ấy hoặc là bạn tìm ông ấy có việc gì dù sớm hóa sơ. có yu yi dian shi, xiang gen ta thản thản. Wo tôi có một chút việc. Xiang kinh ta thản thanh, muốn uh, trao đổi với ông ấy. Thản ở đây có nghĩa là trao đổi. Xiang kinh ta thản gì xa, muốn trao đổi với ông ấy một chút. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Trời <laughs> chỉ thiên, nì khăn chiên quảng xuyên mà. 没看见，听说他回国了。他什么时候回国的？这个我不知道。你找他有什么事？我有一点事，想跟他谈谈。 Kế tiếp nữa chúng ta sang từ thứ hai, từ thứ hai đọc là chỉnh, chỉnh âm hán Việt là chữ Trần có nghĩa là họ Trần luôn. Ví dụ ông Trần sẽ là chỉnh Sơn Sơn. cô nào đó họ Trần thì mình gọi là chỉnh xéo chè. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xin quên xéo chè lại là má. Xin quên xin hỏi chỉnh xéo chè lại là má. Cô Trần đã đến chưa vậy? Lại là má. Tha lại là trai lỗ sang

Quảng chiến Lý lại là ma. Giám đốc Vương đã đến chưa? Quảng chiến lì lại là Thá Thầy lại là? Thầy lại là? Ông ấy cũng đến rồi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Chuyện quên Trần xeo Chè lại là mất? Thầy lại là? Trên lầu sân. Thầy nói, Hôm nay, Khi điện khai hội? 10h30. Quảng chiến lý lại là mà. Tha và lại là. Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ ba. Từ thứ ba đọc là piên. Piên âm hán Việt là bệnh. Từ này chúng ta cũng đã từng gặp trong những bài trước rồi. Âm hán Việt là bệnh thì cũng có nghĩa là bệnh thôi. Ví dụ người bệnh là piên rễn. Piên ừ, rễn là người bệnh. Rồi cái giường bệnh là piên soảng. Ping là giường bệnh. Ví dụ trong một cái phòng bệnh là biên phản, thì nó có nhiều biên thoảng, có nhiều cái giường bệnh. Rồi, chúng ta xem các ví dụ bên dưới. Chỗ thiên quảng lãnh chấm mấy lái sang khơ nè. Chỗ thiên quảng lãnh mấy lái sang khơ nè. Hôm qua, tại sao chấm ở đây là bằng với Tại sao Vương Lan không đến, không đến lớp học vậy? Chấm mấy lái sang khơ, mấy lái sang khơ nè. Thá sân biên là? tha sân biên là? Nì bù trí tò Sân biên là ngã bệnh, tức là cô ấy đã bị bệnh. À, sân biên ta sẽ hiểu là từ cái trạng thái khỏe chuyển sang không khỏe, chuyển sang bệnh thì dùng từ sân biên. Tha sân biên là cô ấy bị ngã bệnh rồi. Nì bù trí tò mà. Nì bù trí tò mà. Bạn không biết à? Ủa bù trí tò? Ủa bù trí tò? Tôi không có biết. tha tửa là sân biên khi mình muốn hỏi là bị mắc bệnh gì thì chúng ta dùng từ tỡ tỡ là sẩm mơ biên cô ấy bị bệnh gì vậy tha tỡ là sẩm mơ biên tu tử thận tu tử thận là bị đau bụng tu tử là cái bụng còn thận là đau ví dụ thổ thận là đau đầu dèn thận là đau mắt Thùy thận là đau chân ví dụ thế tu tử thận là đau bụng tu tử là cái bụng Hoàn sang của mình khan khan tháp à Hoàn sang của mình suy khăn khăn tháp à. Hoàn sang là tối, ta sẽ hiểu là tối nay, tối nay chúng ta đi thăm cô ấy nhé. Họ, oh, được. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Ừ. Chủ thiên, quảng lãnh dùm mơ, mà, mấy lại sang khơ nào. <laughs> tha sân biên là, nì bù trí tao mà. Ủa bù trí tao, tha tớ là sầm mơ biên. Ủa bù trí tao, biên. Tù sửa thẩn. sang của Mình Khan Khanh Khanh Tháp tiếp nữa chúng ta sang từ thứ tư đó là y Yuyên, ông phát biệt là y viện. Y viện có nghĩa là bệnh viện thôi. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới. xin quên, nì ba bà cho sống ở cung dùa. Nì ba bà cho sầm mơ cung cho Xin hỏi bố của bạn làm nghề gì vậy Cho sầm mơ cung cho Tức là làm nghề gì Tha sư y sân Chai y yên cung cho Tha sư y ông ấy là bác sĩ trai y yên cung cho làm việc ở bệnh viện tha cung cho mạng mà tha cung cho mạng mà công việc của ông có bận rộn không bố thai mạng không bận lắm nì ma mà cho sầm cung cho 你妈妈做什么工作? Còn mẹ của bạn thì làm nghề gì, làm công việc gì? Tha sư tiếng Anh. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xin mời ta Bố thai mạng. mà tiếp nữa chúng ta sang từ thứ năm. Từ thứ năm là tru yên. Yu tru là chữ trú. À, trú tức là sống. Yên là chữ viện. Ở đây có nghĩa là yên là bệnh viện. Sống trong bệnh viện. Âm à, hán Việt là trú viện. Thì có nghĩa là nhập viện thôi. À, nhập viện. Tru yu yên là nhập viện. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Trời chỉ thiên, trời chỉ thiên là mấy hôm nay, lín chiến lý là giám đốc lâm, chẳng mơ mấy lại cung sư à? Chẳng mơ đây là bằng với quý sẩm, quý sẵm mơ lại cung sư à? Mấy hôm nay, giám đốc lâm sao không đến công ty vậy? Trời chỉ thiên, lín chiến lý, chẳng mơ mấy lại cung sư à? Tha tớ là phê ải, chú yên là, tha tớ là phê ải, phê là phế, có nghĩa là cái phổi ải là ung thư phế ải ung thư phổi tha tửa là phế ải ông ấy bị ung thư phổi tru là nhập viện rồi nhập viện rồi sen dài tha biên chuyển dầm mấy giang biên chuyển là bệnh tình có nghĩa là tình trạng bệnh sen dài tha biên chuyển dầm mấy giang bây giờ tình trạng bệnh của ông ấy thế nào wo pu tôi cũng không biết nữa Miễn thiên của mình suy khăn khăn tha ba. thiên của suy khăn khăn tha ngày mai chúng ta đi thăm ông ấy đi ừ. rồi vậy mở rộng chúng ta có từ biên xiển biên diễn là bệnh tình có nghĩa là tình trạng bệnh xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Trời chỉ thiên lín chiến lì sầm mơ mấy lại cung xưa à tha tớ là phê ải là xin dài tha biên xiển <laughs> Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ sáu. Từ thứ sáu là lãnh quầy diễn, lãnh quầy diễn. Một từ diễn không có nghĩa là viêm, bị viêm, viêm họng, viêm gì đó là dùng từ viêm này. Từ diễn, viêm là nó sẽ bị sốt, bị nóng, cho nên có hai bộ hỏa chồng lên nhau đó. À, lãnh quầy diễn là bị viêm ruột thừa bị viêm ruột thừa chúng ta xem ví dụ bên dưới chỗ thiên là hôm qua quảng hải tớ là lãnh quầy diễn trú viện là chỗ thiên quảng hải hôm qua vương hải bị viêm ruột thừa tớ là lãnh quầy diễn trú viện là à, nhập viện rồi Trú viện là ní chậm mà chưa to ở đây cũng là bằng với quý sâm tại sao bạn biết vậy ní to xiềng trang cao su ỏ xiềng trang cao su ở bàn trương cho tôi biết đấy. Sen giai biếng sĩn samayang là Sen giai biếng sĩn samayang là bây giờ tình trạng bệnh thế nào rồi? Bây giờ bệnh tình thế nào rồi? Hậu tố là khỏe nhiều rồi. Qua chỉ thiên là vài hôm nữa, qua vài hôm nữa chưa khởi gì khởi gia là qua chỉ thiên chưa khởi gì khởi gia là thì có thể về nhà rồi. Chín hên quản sang.

thiên hoàn sang kế tiếp nữa xin mời mọi người chúng ta xem từ từ mới thứ bảy từ mới thứ bảy là sầu so su sầu so su âm án việt là thủ thuật à, thủ thuật có nghĩa là phẫu thuật nhưng mà chúng ta phải lưu ý là sầu so su ở đây nó mới chỉ là danh từ thôi à, tức là cái cuộc phẫu thuật á à, cái cuộc phẫu thuật hay sự phẫu thuật nó là danh từ nếu chúng ta muốn nói cái động từ là phẫu thuật hoặc là mổ thì chúng ta phải thêm động từ cho phía đằng trước cho à, sầu là phẫu thuật hoặc là mổ lúc đó nó mới là động từ lúc đó nó mới là động từ chúng ta xem ví dụ bên dưới nì ba bà cũng cho mạng mà nì ba bà cũng cho mạng mà công việc của bố của bạn có bận không Tha cũng cho bị treo mạng Tha cũng cho bị treo mảng. Công việc của ông cũng khá bận Bị treo mạng Tha chỉ tiền hủy giá Tha chỉ tiền hủy giá Mấy giờ ông ấy về Chín thiên tha giao kỳ biên rỉnh Cho sổ su Chín thiên là hôm nay Tha giao kỳ biên rỉnh cho sổ su Tức là phẫu thuật cho bệnh nhân Ông ấy phải tha giao Kỳ biên rỉnh cho sổ su Phẫu thuật cho bệnh nhân Bù hủy giá Ông không có về nhà Na miễn thiên của chưa lại Na là thế thì Na miễn thiên của chưa lại Thế thì ngày mai tôi sẽ đến Wo yếu tiền sư Sẽ quên quên thá Wo yếu tiền sư à, Tôi có một chút việc Sẽ quên quên thá à, Muốn hỏi ông ấy một chút Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè Nì ba bà cũng cho mạng mà Tha cũng cho bị treo mạng Tha chỉ tiền hủy cha Tha Jin tian ta yao ge bing ren zuo shou shu bu hui jia. Na ming tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu 呃, từ mới thứ 8. Từ thứ 8 là bao sơ. Bao là báo xã. có nghĩa là cái tòa soạn, tòa soạn báo thôi. Bao chúng ta xem ví dụ bên dưới xèo quán, chơi chiên nỉ chai nở cung do xèo quán, chơi chiên nỉ chai nở cung do bạn vương à gần đây bạn làm việc ở đâu nỉ trai nở cung do của chai bao sơ cung do của chai báo sơ cung do tôi làm việc ở tòa soạn tòa soạn báo cung do thẻo chiên chậm mấy giang cung do thẻo chiên cái điều kiện công việc thế nào điều kiện làm việc thế nào Cung cho thẻo gen hẳn họ Cung cho thẻo gen hẳn họ Cái điều kiện làm việc thì rất là tốt Khờ sư thai mãn là Khờ sư thai mãn là Nhưng mà bận quá Nì ai rỉnh cho sầm mơ cung cho Nì ai rỉnh cho sầm mơ cung cho Thế bà xã của bạn thì làm nghề gì Làm công việc gì Tha sư sơ chi sư Tha sư sơ chi sư Cô ấy là nhà thiết kế Sơ chi là thiết kế 啊, thiết kế cây cầu gì đó trong bài 13, 12, 13 gì đó. Sơ chi sư là nhà thiết kế. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xeo quảng, chơi chiên, nỉ chơi nả, cung chô. Ủa chơi bao sơ, cung chô. Cung chô theo chiên, sầm mây ăn. Cung chô theo chiên, hẳn hò. Khờ sư thay mãng là. Nhi ai rỉnh cho sầm cung chô. Tha sư sơ chi sư. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu từ thứ 9. Từ thứ 9 là chi trợ. Chi trợ âm hán Việt là từ ký giả. Ký giả tức là phóng viên thôi. Trước đây chúng ta cũng có dùng từ ký giả nhưng mà sau này thì ít dùng hơn. Chi là chữ ký. Trợ là giả. Ký là ghi chép lại. Chúng ta xem ví dụ bên dưới.

他是记者，在报社工作。他工作怎么样？我也不知道，只知道他很忙。你们常不常见面？不常。cái tiếp nữa chúng ta có từ sữa sữa âm hóa việt là từ À, có nghĩa là từ chức hoặc là từ bỏ cái gì đó. đọc là sữa chữ C tức là âm xưa âm mà phát ra ở đầu lưỡi này sữa. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Cứ Cho Sấm Nó Cứ Cho Anh của bạn làm nghề gì vậy? Rồi bài này mình À, luôn luôn mình chú trọng là cho sầm mơ cung cho để nhắc cho các bạn nhớ. Khi mình muốn hỏi cái nghề của người ta thì cứ hỏi này, cho sầm mơ cung cho. Nếu các bạn hỏi này, cho sầm mà, hoặc là nì cơ cơ cho sầm mà, anh của bạn làm gì thì người ta sẽ hiểu là lúc đó anh bạn làm gì, rửa chén, nấu cơm, giặt đồ gì đó. Còn cho sầm mơ cung cho à, có nghĩa là làm công việc gì, chứ không phải là ngay cái thời điểm hiện tại.

chi trợ cung cho cái công việc là phóng viên hai năm trước anh ấy đã bỏ công việc của phóng viên rồi tức là không làm phóng viên nữa lần nén sẽ thắt sửa là chuyện lại <laughs> tôi cung cho chứ gì khai công sư là chứ gì khai công sư là tự mở công ty đã tự mở công ty rồi thá ai rảnh cho sao mà cung cho thá ai rảnh cho sao mà cung cho bà xã của anh ấy làm nghề gì thá sư y sơn tại y viện công cho.

Tha ai rỉnh dọa sầm mơ cung dọa? Tha sư si y sân, chay y yên cung Và đến đây mình xin kết thúc phần 1 trên 6 của bài 20. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. À, xin chào.